Giọng ca bí ẩn đâu? Giọng ca bí ẩn số 4 á. Dạ, em nè. Dạ, đúng là em đó. Hả? Cái gì? Không có diễn nữa. Mất thời gian bao nhiêu người ta đang chờ. Mọi người hãy cùng quay ngược thời gian để trở về với tuổi thơ. Chủ quán. Ha ha ha, ta nói cho nhà ngươi biết, ta chính là chủ quán đây. À, là nãy giờ ông diễn ba xô đó là ổng luôn rồi đó, tài lẻ của ổng rồi đó phải không? Dạ em đó, tài lẻ em đó. Oh, oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Vậy luôn hả? Có nghĩa là bà cầm kỳ thi quả mà biết hết á. Dạ. Thưa quý vị, và đây là giọng ca bí ẩn cuối cùng. Trời ơi, đúng là bí ẩn thiệt. Gia tài để ra, tất cả nó dồn lại. Cuối cùng giọng ca bí ẩn đã xuất hiện nãy giờ rồi. Trời ơi kìa, có đeo số nữa kìa. Em có phù hiệu quán tên nữa kìa. Trời ơi trời. Trang, giọng ca số 4. Em nghĩ gì về nhân vật này? Nói chung là đến giờ phút này em chẳng còn gì để mất. Anh số 4 mà. Tại ở đây chỉ có một The One, The Two, The Three, là 4 con người chơi với nhau thôi anh. Chỉ còn mình em là đơn côi lắm anh nha. Bây giờ chưa có ra giá em à. Dạ. Ta chỉ hỏi cái cảm giác ban đầu thôi. Người ta đang sắp mất hết anh hiểu không? Đúng rồi, có chị Ri hiểu em nè. Chị Tiền thấy sao? Từ cái lúc mà bưng cái mâm ra rồi, em đã thấy rất là đặc biệt với bạn này. Tại sao bạn lại diễn nhiều như vậy? Cô làm rất là nhiều thứ để thu hút khán giả. Khát khao nghệ thuật trong nhân vật này rất lớn. Tất cả những gì mà Thiện để dành từ đầu chương trình đến giờ thì để có thể đến được với bạn thôi. Xạo quá Thiện à. Xạo thật sự luôn, nghe là thấy mùi xạo rồi. Ờ, đúng rồi đó. Thì em chỉ muốn nói với mọi người là như vậy. Challenge của em vừa rồi được khán giả vote 93 điểm. Thì ghét không? Cái điểm đó quá lớn nha em, Quỳnh Châu ơi, lớn nha. Quý vị ơi, tôi có 10 điểm, tôi có 10 triệu quý vị ơi. Ủa, Giang ơi, nãy giờ chưa về hả? Đâu. Vợ lăng thẳng quá, bà nói đúng, hiểu không? Bây giờ, đưa ra con số bao nhiêu? Đầu tiên là Dương Thang Vàng là 10 triệu. Lê Trang là 1 tỷ. Anh Trương Thế Vinh là 1 tỷ 60 triệu. Chí Thiện, Đại Giang 1 tỷ 200 triệu. Nhưng mà các bạn ơi, đoạn cuối cùng của chương trình của chúng tôi thì không cần về cái số tiền nó cao hay là nhỏ. Cái quan trọng nhất là các bạn có lấy lòng của bạn này được hay không? Nhiều khi Dương Thanh Vàng có 10 triệu mà nó thích. Đúng. Cái gu. Em tên gì? Nói. Nói luôn. Em tên Dương Thanh Hiền. Trời ơi. Wow. Có duyên quá. Bây giờ là phần thuyết phục về đội của mình. Bắt đầu với ngài Voi đi. Nội cái sự giới thiệu của em thôi, lúc nào em cũng trong tâm thế là sẵn sàng để diễn. Em đi ra em làm tròn vai mà làm muốn trội hơn người ta. Giọng hát của em có thể là 90 điểm. 10 điểm còn lại đó là phần biểu diễn của em. Quá tuyệt vời. Hãy về với đội anh. Đừng được hấp, đừng hấp. Mời Chí Thiện. Thiện chỉ có thể dùng tấm chân tình của mình để có thể gửi đến cho bạn. Thiện muốn mời bạn về đội của Thiện, chỉ vậy thôi. Còn ông kia, ông chỉ nói dốc không à. Đưa tiền cho người ta xài, chỉ đổi giờ bị người ta chửi vô mặt. Sơ hở là đây, Thiện vẫn giữ lại cho mình 40 triệu. Ê, cái 40 đó để chân chơi thôi. Đó, không có hết lòng, anh có nhiều anh để nhiều. Trừ sát giá là mấy cái thứ đó không có tiền nữa hiểu không? Không có niềm tin chiến thắng giờ em đó. Thôi thôi thua để hết. Còn anh tin rằng em sẽ thắng. Anh cầm số 40 đó anh nhân lên. Nhưng mà ngài cũng đầy sự dối trá. Xin cảm ơn ngài. Ngài ngồi xuống. Cảm ơn anh. Mời chị Lê Trang. Ngay cả lúc đầu nhận xét đầu tiên, Trang vẫn nói rằng Hiền hát rất hay. Mà Trang đặt niềm tin ở Hiền. Số điểm này của Trang có lẽ không bằng anh chị thiệt.
Nhưng mà là tất cả những gì của Trang có hiện tại và Trang cho hết, Trang chẳng nghĩ về mình hết. Chân thành quá, chân thật. Anh mà nãy giờ là anh chọn nó, anh khóc. Đúng rồi đó. Khóc liên rồi chứ. Thiệt. Anh hai, anh họ, anh ruột gì đó của em không biết. Dương Thanh Vàng sẽ nói chuyện với Dương Thanh Hiền. Mời em. Thiền à? Dạ. Hiền sinh năm 91, Vàng cũng là sinh năm 91. Không lẽ sanh đôi đẻ rớt sao anh? Hiền biết rồi đó, Vàng bán hết đất ở dưới quê. Vàng không hứa sẽ cho bạn một cuộc sống hạnh phúc tại thời điểm hiện tại, nhưng với 10 triệu này mình có thể mua vé số mà. Còn nói gì nữa, 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Em xin được phép chọn. Chị Lê Trang, chị Lê Trang. Wow, đây, ôi, bạn này rất là tình cảm quá, hiền quá mà bạn tên là Hiền đó. Hiện là từ đầu tới giờ là luôn đứng ngoài cuộc. Tôi xin chia buồn với bạn. Mình cũng chia buồn với bạn. Tôi thấy xấu hổ gì bạn. Không sao đâu, phải. Thôi bạn về chỗ thì đi. Ra gu người ta là hát cải lương. Ngu tầm ngu mã tầm mã. Anh em đây. Anh. Chúng ta có thể học được một bài học, đó là thiên bất dung gian. Đúng. Lưới trời lòng lộng tuy thừa khó lọt. Đúng rồi. Đây, người ẩu phải ăn ở đàng hoàng con em tôi. Bằng tấm chân tình em đã túm được gà chiến cuối cùng về công ty của mình. Chúc mừng em. Cảm ơn. Lắm em. Diễn. Xin mời. Chào công tử. Chào công tử. Chim rừng ngả liêu lo cánh hờ. Xin chào Lương công tử. Đêm nay nguyện không xa.
vì một màu sắc lạ với chương trình giọng ca bí ẩn. Lần đầu tiên chúng ta thấy một trích đoạn Hồ Quảng, đó là trích đoạn Lương Sơn Bá chúc anh đài. Và bây giờ mời quý vị bình chọn cho Dương Thanh Hiền.